Hello mọi người, hôm nay là buổi tập thứ 15 con chim két của mình. Thì bây giờ mình đang ở bãi tập, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ các thứ là tập thôi. Bây giờ thì mình bắt đầu thả chim nhé các bạn ơi. Ánh đổ cũng thấy đậu yên đáng phết. Trời rồi. Hey!